Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ Tám. Tú sách Z28 Đêm cuối cùng của tử tội Chương 4 trượt nghĩ ra văn bình tát vào má một cái đau điếng ngu quá chỉ có thế mà không biết quỳnh loan đã cho chàng vào siết. tại sao viên phó quận không thèm hỏi lý lịch cũng không thèm lấy một chữ khâu cung tại sao y lại gọi đúng số sở mật vụ mà không có ai trả lời phải rồi chính y đã thông đồng với quỳnh loan đã cố tình gọi lộn số quỳnh loan muốn chàng ngu bót đêm nay cho biết thân chàng bèn đập cửa ầm ầm một cảnh sát viên quay lại giọng gắt gỏng vì thế có im cho mọi người ngủ không văn bình nói giọng khẩn khoản tôi là văn bình đại tá tống văn bình người cảnh sát viên cười ré lên nếu ông bạn là đại tá văn bình thì tôi là thống tướng thôi đừng xạo nữa nằm xuống sạp ngủ một giấc cho thiên hạ đỡ khổ sáng mai lên biện lý rồi tha hồ nói phép thở dài sườn sượt văn bình đành ngồi xuống đi văng ngọn đèn neon ngoài hành lang lập lòe như triệu người chàng. Bao năm vào sinh ra tử, hàng trăm phụ nữ đẹp quỳ mọp dưới chân. Giờ đây chàng bị thua mưu một cô gái 20 tuổi. Phen này, nhân viên bàn mật vụ sẽ được một mẻ cười vỡ bụng. Văn Bình cố xua đuổi ý nghĩ hờn giận ra khỏi tâm trí để chợp mắt. Xong chàng không tài nào ngủ được. Chàng nhớ tới lời nói óng ẹo của Quỳnh Loan trên xe. Anh coi chừng đấy, đêm nay em không muốn nằm trong xà lim cảnh sát đâu. Và câu trả lời ngu độn của chàng, trái lại anh muốn ngủ khám với em đêm nay. Chàng đã được ngủ khám, nhưng là ngủ một mình, giờ này chắc Quỳnh Loan đã ngủ say, chàng không biết nàng theo thói quen nào, thói quen phương Đông mặc quần áo ngủ che kín hay thói quen phương Tây cởi bỏ hết áo quần rồi chui vào đống chăn. Gần nhiều đàn bà, chàng ít thấy có làn da lạ lùng như làn da Quỳnh Loan, trời nóng rờ vào tim mát. Tưởng như được uống một ly nước lạnh bỏ đá, đêm đông giá rét lại tỏa ra một hơi ấm khác thường. Mồ hôi là mối lo số một của phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Nhiều người đệm bông dưới nách để hứng mồ hôi, mặc áo dài ni lông bó kín lấy phía trên hoặc mang quần jean ôm chặt mông dưới. Mồ hôi thường đổ ra, tạo thành một cái mùi mặn mặn, gây gây, khiến đàn ông khó tính có thể lợm mở Đặc điểm của Quỳnh Loan là không có mồ hôi mỗi khi nàng dơ tay nát nàng tiết ra một mùi hương lạ. Không phải là mùi nước hoa đắt tiền để át mùi mồ hôi, mà là một mùi da thịt ngất ngây, mùi quyến rũ nhẹ nhàng của người sứ nữ. Văn Bình thở dài lần nữa. Chàng giữa lưng vào tường vôi bẩn thỉu, thiêu thiêu ngủ. Mũi rẹp thi đua hành hạ chàng. Chốc chốc, chàng lại bật dậy, nhìn thấy trước mắt miệng cười châm chọc của Nguyên Hương, Quỳnh Loan, Quỳnh Như, Quỳnh Mai, Thu Thu, Thúy Liễu, Mộng Kiều mệt quá chàng thiếp đi lúc nào không biết mãi đến khi mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ chấn xong tiếng chân người thình thịch ngoài hành lang và tiếng khóa mở rõ rén chàng mới thức tỉnh cảm thấy toàn thân ê ẩm đầu nặng chịu như bị đánh một cảnh sát viên mở cửa phòng giam ra hiệu cho chàng bước ra cơn giận hồi đêm xông lên ngùn ngụt, ngụt chàng vùng dậy định phóng cho y một cái đá lên thân nhưng lại hãm kịp nhờ một giọng nói quen thuộc cất lên văn bình đấy à khổ quá giọng nói đầy ái ngại của Triệu Dung. Triệu Dung đang đứng chống nặng trước xà lim nói tiếp. Tôi đã bảo mà anh không nghe, nên mới bị họ chơi cho một vố. Văn Bình cười gượng. Ai báo tin cho anh biết? Triệu Dung cười. Ôi chào, đêm qua họ có báo cho tôi biết đâu. Nguyên Hương rủ tôi đi ăn, mãi tới gần nửa đêm mới về. Trong bữa sáng, nàng nhờ tôi nói lại với anh, nên chừa thói trăng hoa bừa bãi. Xin nghi, tôi hỏi nàng, Quỳnh Loan đi đâu? Nàng nhún vai đáp anh không nên can thiệp. Em quyết tặng Giác 28 một bài học. Tôi cáo mệt, đòi về. Nàng kiếm cớ giữ tôi lại. Đến lúc 11 giờ 45 nàng mới buông tha. Về nhà, tôi gọi điện thoại cho Quỳnh Loan thì nàng nói rằng hồi tối không hề gặp anh. Vân bình rủa đúng là đồ nói láo. Triệu dùng vỗ vài bạn. Tôi cũng biết con bé nói láo, xong cũng đành chịu vậy. Tôi van xin nó cho biết anh ở đâu, thì nó ré lên cười rồi gác điện thoại tội nghiệp cho tôi, đêm hôm khuya khoát tôi phải lái xe ra bờ sông, lên xa lộ đi khắp tám quận đô thành để tìm ăn. Không thấy ăn, tôi mò lên cả bót Tân Bình. Ác hại nhất là tôi vào quận 3 hỏi lão phó quận, thì y lắc đầu nói không biết. Tôi đâu có ngờ anh bị nhốt trong bót quận 3. Để tôi cho y một quả đấm. Thôi, tôi can ăn, y là nhân viên ngoại vi của Nguyên Hương, y phải tuân lệnh nàng. Sáng nay y thú thật với tôi y không biết ăn là Văn Bình, vì Nguyên Hương gọi điện thoại lúc 10 giờ đêm, nói là ông Hoàng ra lệnh giam giữ một người mạo nhận dắt 28 đến ngày mai rồi tính. Suốt đêm tôi ngủ không được. Mãi đến 5 giờ sáng, Nguyên Hương mới nói sự thật cho tôi biết. Nàng dọa nếu ăn không chừa thì lần sau còn khổ hơn nữa. Tuy nhiên nàng vẫn chưa cho biết ăn bị nạn ở đâu. Đúng 7 giờ, Nguyên Hương sai người đưa tôi một mảnh giấy nhỏ. Trên có ghi mấy chữ. Đến bót quận 3 mà lãnh quỳ sứ. Tôi vội lấy xe tới đây liền. Hai người ra đến sân. Ánh nắng buổi sáng chiếu một màu hồng tươi trên căn vật. Triệu Dung mở cửa xe cho Văn Bình và dặn tài xế. Trường bay tân sơn nhất. Văn Bình ngạc nhiên. Đi ngay à? Tôi chưa sửa soạn gì cả. Không lẽ lại để đầu bù tóc rối quần áo nhầu nát thế này? Tôi đã lo đủ cho anh. Vali của anh cất trong thùng xe. À còn có một bức thư của Quỳnh Loan gửi cho anh. Triệu Dung ném lên đùi chàng một tờ giấy viết tay. Nét chữ bay bướm, mềm mại. Tôi vừa lên xe thì tùy phái mang tới đưa cho tôi. Văn Bình lầm nhầm đọc. Anh Văn Bình thân mến, xin anh tha tội cho em. Quá tỉnh em không muốn chơi xấu, nhưng ông Đồng ra lệnh em phải tuân theo. Trong khi em ngồi chung xe với anh, ông Đồng lái xe đi theo. Em chúc anh thượng lộ bình an. Khi anh về, em xin đẩy lại và chắc anh sẽ bằng lòng không còn giận em nữa. Anh có nhìn thấy vết đỏ đỏ bên cạnh chữ ký của em không? Đó là vết son môi của em đấy. Anh biết không, môi em tô son riêng có một mùi thơm thoang thoảng như bạc hà mà anh ưa thích. Vì anh mê thuốc Salem nên em tu son bạc hà đấy. Em đã hôn vào đó một trăm lần. Anh cũng hôn vào đó nhé. Quỳnh Loan hỗn láo của anh. Văn Bình buông lá thư xuống xe. Triệu Dung hỏi. Anh nghĩ thế nào? Văn Bình câu mặt. Toàn là một bọn nói phét. Anh nói đêm qua đi ăn với Nguyên Hương nửa đêm mới về. Quỳnh Loan viết thư nói là Nguyên Hương lái xe đi theo tôi. Anh nói phét hay Quỳnh Loan nói phét? Triệu Dung ngồi im như khúc gỗ chiếc xe dài ngoằng sơn đen phóng như bay qua trạm xăng, án ngữ con đường vào phi trường. Một đoàn máy bay phản lực rú lên rầm rộ vượt bức tường âm thanh. Cuốn phim những ngày hoạt động sôi nổi bắt đầu mở dần trước mắt Văn Bình. Đột nhiên, Văn Bình nắm tay Triệu Dung. Cả hai phá lên cười như nắc nẻ. <laughs> Ánh nắng buổi trưa ở phi trường Đồng Mương làm da mặt Văn Bình rát bóng chàng cảm thấy nóng thêm vì sau 2 giờ đồng hồ trên trời cao được hít thở không khí đặt mát của chiếc phi cơ thương mại tối tân của hãng hàng không thái chàng uống liên tiếp không biết bao nhiêu ly whisky một phần vì suốt đêm qua bị mũi rẹp hoàn hành đâm ra thèm rượu nhưng phần khác vì mấy cô triệu đại viên đẹp một cách chết người nhất là cô triệu đại viên chuyên bưng rượu cho khách trời ơi văn bình muốn nam cực tiên ông nhấc vọng cát ra khỏi vùng đông nam á sát đắt sài gòn mà đặt sang bên kia tây bán cầu để con chim sắt khổng lồ phải bay mãi, bay suốt ngày suốt đêm để chàng được ở gần mỹ nhân. Các chuyên viên sắc đẹp trên thế giới đều đồng ý, đàn bà Thái có cái cổ đẹp nhất. Văn Bình cứ tưởng là bọn đàn ông Tây Phương định đầm, xong đến khi chiêm ngưỡng cái cổ trắng ngần của cô chiêu đại viên, chàng mới thấy mặt máu chạy rần rật hai bên Thái Dương, cuốn họng khô lại, uống cả nước sông Đồng Nai cũng chưa chắc đã hết khát. Nàng cúi xuống on end. Mời ông uống rượu. Mời ông hai tiếng Anh thánh thót của nàng kỳ diệu làm sao. chẳng bỗng bực mình khi nhớ tới cái áo dài màu xanh da trời theo hai con rồng ở cổ của các nữ chiêu đại viên hàng không Việt Nam. Đàn bà đẹp có cái cổ, cái vai, thì e Việt Nam lại che kín như bưng. chẳng nhủ thầm chuyến này về Sài Gòn, phải phải gửi một bức thơ phản đối quyết liệt lên ban giám đốc e Việt Nam, đòi nữ chiêu đại viên được mặc áo hở cổ. Cô chiêu đại viên né sang bên, chào ông. Văn Bình mỉm cười, nàng trạc ham hai, Dĩ nhiên là chưa có chồng, má không cần phấn hồng vẫn tươi như hoa hồng của những khu vườn triệu phú ở Vọng Cát. Con mắt lịch lãm của chàng đã khám phá ra một bí mật phi thường, nàng không phải là môn đệ của chủ nghĩa cao su mút, một trong những chủ nghĩa thịnh hành trong nữ giới ở Sài Gòn. Tia nắng xin khoai của trường bay như quả đấm thôi sơn tống vào đầu văn bình, chàng liếm mép, tỏ vẻ thèm muốn những giọt whisky cuối cùng của người đẹp trên phi cơ, rồi nhún vai bước xuống cái thang cao ngất ngưỡng màu trắng công an, quan thuế. Văn Bình rút khăn mặt lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Báo hại, trời nóng trên 30 độ mà chàng phải nhốt mình trong bộ tét gan màu xám, áo lót ni lông, tất ni lông, sơ mi dài ni lông, cả cái mù xoa sặc sỡ trong túi cũng bằng ni lông. Văn Bình trình thông hành cho nhân viên cảnh sát, từ lúc từ giã Triệu Dung trèo lên phi cơ ở Tân Sơn Nhất, tới khi đáp xuống phi trường Đồn Mương, chàng chưa có dịp mở sổ thông hành ra coi. Nhân viên công an hỏi chàng, Tên ông là gì? Chết rồi, chàng lại quên cả tên mà ông Hoàng vừa đặt. Lần này ông Hoàng biến chàng thành một thương gia phi luật tân, Thái Lan, kỵ nhất là nhà báo và niềm nở đối với nhà giàu từ ngoại quốc tới. Trong vòng 10 năm nay, Thái Lan đã thu hút rất nhiều tư bản nước ngoài lấy tiền để canh tân xứ sở. Văn Bình nhún vai. Netto Netto là một trong những tên họ thông dụng ở phi luật tân. Netto gì chàng không nhớ nữa. Xong viên công an chỉ hỏi cho lấy lệ y dở mấy trang liếc sơ qua rồi đóng vào một cái dấu to tướng. Văn Bình chỉ mất nửa phút trước bàn quan thuế, chàng không có mang theo gì hết, dụng cụ gián điệp, súng lục, bì đạn đều cất ở nhà. Trong vali vòn vẹn chỉ có một bộ áo ngủ, một con lê nhạt, hai cái cà vạt, hai đôi tất và một đôi giày nhẹ. Một nhân viên vặt phấn lên mặt vali, Văn Bình thở ra, dáng điệu khoan khoái. Nhìn trong thông hành chàng suýt vì cười, tên chàng già dằn dặt như bộ tóc mây của cô gái Việt đầu thế kỷ. Chàng sực nhớ tới cuộc thi Hoa hậu vừa kết thúc tại Sài Gòn. Nhiều người bất mãn vì cái eo quá to của Hoa hậu. Chắc hẳn anh chàng vâng lệnh ông Hoàng đặt tên cho Văn Bình đã ở trong đám người phản đối nây to của đệ nhất gia nhân nước Việt. Văn Bình cũng không ưa đàn bà eo to. Đàn bà lý tưởng theo chàng phải có cái bụng thoát lại tưởng như không bao giờ đựng cơm. Cái ngực phải nhô ra, Mỗi khi người đẹp nhún bước phải có cử chỉ thật phiến loạn chứ không được nằm bẹp trong nhà tù cao su mút. Vòng ngực ít nhất phải 95 phân. Vòng bụng thì chỉ được phép từ 50 tới 55 phân là tối đa. Chẳng lau mồ hôi lần nữa. Không biết mồ hôi ở đâu ra nhiều thế. Phòng đợi của phi càng được gắn máy điều hòa khí hậu vẫn không làm chàng quên được cái nóng nung người kinh khủng bên ngoài. Theo chương trình đã định, một nhân viên của sở đã chờ sẵn ở phi càng đưa xe cho chàng về trung tâm thành phố cách xa ba chục cây số. Ông Hoàng không muốn tòa đại sứ vọng cát dính vào sợ bại lộ. Và lại, Văn Bình đã biến thành công dân phi lật tân, không còn lý do gì để sứ quán Việt Nam giúp đỡ. Tuy nhiên, chàng không nhìn thấy ai hết. Đối với chàng, thị trấn vọng cát không hề xa lạ. Nếu ông Hoàng không bày vẽ chuyện đón tiếp phiền phức, chàng có thể vẫy taxi phóng một mặt về Erawan, khách sạn sang nhất tắm rửa thay quần áo rồi xuống đường uống rượu với những cô gái đa tình. Một trong các điểm cốt yếu của nghề điệp báo là phải đúng hẹn, không được sai một giây chứ đừng nói là một phút. Lệ thường, nhân viên gián điệp không được phép đến sớm cũng như đến muộn và chỉ chờ nhau lâu nhất là 5 phút. Văn Bình nhìn chiếc đồng hồ to tướng của nhà ga, chẳng đã đợi đúng hai 20 phút. Hành khách cùng đi chuyến Sài Gòn vọng các với chàng đã lên xe đi hết. Loa vi âm đã rền vang tiếng gọi hành khách đi Âu Châu của công ty hàng không một công ty nổi danh trên thế giới nhờ cái mông rất tròn, rất cứng của các nữ triều đại viên tình tứ. Trời đã xế trưa, tuy Văn Bình đã ăn sáng khá nhiều ở Tân Sơn Nhất, sáu quả trứng lập là, một hộp gan, ba gan và cái bánh mì dài ngoằng, ba tách cà phê đen, có thể làm tức đá phải nhảy tuyết và hai ly whisky uống trộn ông Hoàng, cộng với một kg sandwich, một thùng rượu trên phi cơ, dạ dày kinh khủng của chàng đã trống rỗng như từ lâu chưa người thấy mùi ẩm thực chàng không dám lại quán ăn, sợ nhân viên của sở không gặp chàng. Bụng đói meo, chàng đành hút thuốc Salem liên tiếp hết điếu này qua điếu khác. Ác hại cho chàng, hơi thuốc bạc hà lại có tác dụng kích thích cường toàn trong bao tử khiến lại càng đói thêm. Để đánh lừa con ma đói, chàng bắt bộ về phía quầy bán cà vạt và đồ bạc, đổi mồi thủ công của sư Thái. Thái Lan có hai đặc điểm, cà vạt và nút áo mang sét Một đô la một cái cà vạt lụa tơ tầm của Thái vừa bền vừa đẹp thất hàng năm vẫn không bạc màu, không nhầu nát. Văn Bình đã dùng một cặp khuy mang xét trên 6 năm không hề bị gãy, trong khi khuy mã vàng đắt tiền gấp 3 gấp 4 lần của Pháp, chỉ hơi nặng tay là hỏng. Linh tính nghề nghiệp xui chàng quay lưng lại, chàng thoáng thấy một cái xe hơi đen treo cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Việt Nam bay phất phới, xe đậu lại từ cửa sau bước xuống một người béo mập, da trắng, nét mặt oai vệ, dáng đi hắt dịch. Văn Bình giật mình đánh thoát, khổ quá Ông bự này là đệ nhất bí thư sứ quán, hơn một lần hắn đã chạm chán với chàng và chàng đã làm hắn ăn ngủ không yên trong thời gian hắn phục vụ tại Đông Kinh. Hắn không thương chàng, song rất gờm chàng vì biết chàng là đại tá điệp báo và là con hùm xám của ông Hoàng. Chỉ phất mấy cái móng tay là cái ghế ngoại giao sơn son thép vàng của hắn bị ngã sụp, biến thành cùi đun bếp. Nghe phong thanh chàng đến, hắn mặc bộ đồ lớn đi đón chàng chăng, nếu gặp hắn thì chết hắn sẽ bô lô bô la giới thiệu lung tung với nhân viên sứ quán để tỏ ra ta đây quen toàn hung thần. Hắn sẽ thuê cho chàng một cái phòng thơm phức, ga trải giường thơm phức và cô bồi cũng thơm phức từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Hoàng hồn, văn bình sắt vali lại góc phi cáng, kiếm một cái ghế ở chỗ đông người ngồi thu hình vào đó. Sợ chưa được an ninh, chàng phải mua thêm một tờ báo tiếng Thái, dí sát vào mắt và vờ đọc. Khốn nạn, chàng lại không biết đọc chữ Thái nên lại cầm ngược tờ báo. Cặp trai gái đang mơn trớn với nhau bên cạnh tới độ lâm ly nhất cũng ngừng tay, nhìn chàng và ré lên cười. Văn Bình cũng cười theo. Nàng trạc 28-29 tuổi, cái tuổi lọc lõi trong tình trường. Nếu không có một tá người yêu để họ hẹn ba đêm trong công viên túi om thì cũng biết kháng chiến trong phòng the đóng cửa im im. Lông mày nàng được nhổ gần hết, còn lại mấy sợi lăn tăn, và nàng đã vẽ bút chì cong veo, khiến đôi mắt ướt trở nên dâm dật lạ thường. Môi nàng rất dày, đặc điểm của phụ nữ thèm đàn ông, thèm hôn như người thèm ăn cao lương mỹ vị. Khi nàng cười, Văn Bình thấy hai cái răng chó xinh xắn lộ ra. Nàng không đẹp, nhưng có duyên. Nếu không bận việc, chàng đã ngồi xích lại, trổ tài gạ gẫm và chắc chắn sẽ đánh bại được cậu nhân tình còn hôi sữa. Cậu nhân tình là một thiếu niên, chưa tới 18, nét mặt dạy khờ, tay chân ngượng ngập, ngồi bên nàng giống như em út với chị cả. Thế mà cô gái cũng bằng lòng cho hắn giật toàn cốc áo, mặc cho cái đầu bù xù của hắn rút vào nách vào ngực. Hành khách đi qua không thèm quan tâm tới. Một cảnh sát viên phì phèo thuốc lá tới gần. Gã si tình vội rụt tay lại. Mãi nhìn cặp tình nhân âu yếm. Văn Bình không lưu ý tới một thiếu nữ thái cao thon ngực nở mông tròn. Nhún nhảy đi quanh phòng đợi. Nàng phục sức theo lối tây phương. Xi máu một màu hồng gợi cảm. Mày ôm lấy tấm thần đều đặn. Mớ tóc dài man dại của nàng rũ xuống đôi vai tròn nước da ngăm ngăm trông như gia nhân của sứ Hạ Uy Di. Đến trước Văn Bình, nàng đứng lại. Cặp mắt to đen lấy nhìn chàng soi mói. Nàng nhíu lông mày ra vẻ suy nghĩ, rồi lại đi quanh vòng nữa, lại quay lại và lần này ghé miệng sát mặt chàng với giọng ngọt ngào. Thưa ông có phải là Necto không? Nhân viên của sở đến đón chàng chăng? Không có lẽ, ông Hoàng đã dặn kỹ càng đại diện của sở tại vọng các là đàn ông, được rửa trăm phần trăm không phải là ái nam ái nữ, người 40 tuổi, mặt vuông, râu quai nón lấm chấm, mắt sáng như điện, sơ mi ngắn màu xanh, quần đen, ở cánh tay trái xâm một thiếu phụ trần truồng đứng ướn eo dưới gốc xoài. Văn Bình chăm chú nhìn nàng như con hổ lông vành trong vườn bắt thú. Không, nàng là đàn bà, không phải là đàn ông cải trang. Mặt dài trái xoan, mũi dọc dừa, cầm trẻ hai, má lúm đồng tiền, cổ tay bắp chuối. Tuy da nàng không trắng, màu ngâm ngâm còn quyến rũ hơn cả da đàn bà Tây Phương nhiều. Trong nàng ai cũng phải khen ngợi sự quân bình khác thường giữa bụng và ngực, nhất là cặp giò thon thon không thua cặp giò lừng danh thế giới của nữ minh tinh và đôi mắt cá tròn trĩnh, đôi bàn chân đỏ tròn chót. Văn Bình liếu lưỡi không trả lời được. Lúc nãy, máu tức trào lên mặt, Chẳng định đấm cho thằng cha đại diện sở một cái gãy sông mũi, nhưng bây giờ chàng lại nhũn như con chi chi. Ông Hoàng chơi khăm chàng, nhân viên của sở là nữ hồ ly, không phải trư bắt giới. Thưa ông có phải là Necto không? nàng lặp lại lần nữa. Văn Bình gật đầu một cách lịch thiệp. Người đẹp chìa bàn tay thon dài như 10 ngón tay thắp bút ra. Hân hạnh được gặp ông. Em là Helen. Nàng nói tiếng Pháp, giọng thánh thoát như đầm. Helen để bàn tay mềm mại thật lâu trong tay chàng, giọng nũng nịu. Xin lỗi ông, vì Moritz bị bật bất ngờ nên nhờ em đến đón ông. Moritz là tên nhân viên của sở được lệnh tới sân bay đồn mương đón chàng. Bao nhiêu hờn giận tiêu tan trong nháy mắt. Văn Bình quên bắn đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ và cách đây 5 phút, chàng đang đợi cho Moritz một trận. Nàng dành sắt vali, xong Văn Bình dặn lại. Chàng cười, đợi tôi, tôi khỏe hơn cô. Nàng ớn ngực, đôi tuyết lê dựng thẳng dậy như muốn chọc thủng con người chàng. Ông đừng tưởng, sáng nào em cũng tập luyện gần 2 tiếng đồng hồ. Em vừa tốt nghiệp đai đen nhu đạo tuần trước. Hai người đã ra đến chiếc xe Fiat sơn trắng đậu trên nền giữa khoảng đất cấm một cảnh sát viên đeo kính cận thị đang lúi húi biên phạt. Helen rón đến sau lưng y đập vào vai một cái thật mạnh, y loạn choạng suýt ngã. Nàng ôm miệng cười một cách ngây thơ. Người cảnh sát đưa tay xuống bao súng trong một cử chỉ tự vệ quen thuộc. Nhưng đến khi nhận ra một thiếu nữ đẹp như tiên Nga, y buông tay sướng sốt. Helen nói liên thoáng một tràng tiếng thái. Ông không biết tôi là em gái thủ tướng à? Rồi không đợi nhân viên trật tự trả lời, Helen trèo lên xe, rú gà phóng một mặt vừa ra khỏi phi cảng nàng suýt đâm vào một công xa chạy ngược chiều ngồi bên nàng văn bình thấy hai mắt hoa lên phái yếu thường lái ẩu song lái ẩu như helen là chàng mới gặp lần thứ nhất trong đời đoán được ý nghĩ của chàng helen nói ông đang cười em lái xe ẩu phải không văn bình chống chế không tôi chỉ đang nghĩ tới cái miệng cười như hoa của cô helen thích chí cười vang một lát sau nàng nói em mất trọn buổi sáng mới tìm ra thứ son môi đặc biệt này ông biết không Moritz dắt em liên lạc với hãng máy bay, xem giờ ông tới. Em định đi thật sớm nhưng loay hoay suốt 3 giờ mới sửa soạn xong. Moritz nói rằng ông rất đẹp trai và ông rất ghét đàn bà xấu nên em vất vả vì ông đấy. Helen làm gì mà vất vả? Trời ơi, phải gỡ tóc này, chải tóc, đánh kem, thoa phấn, tô môi, chọn áo quần. Riêng cái khoản y phục em đã mất tới 60 phút. Văn Bình hít hà, 60 phút cơ à? Nàng trề môi. Ông tưởng em nói đùa à? Thoạt đầu em mặc đồ thái Nhưng ngắm trong gương lại thấy thô kệch Em phải thay bộ màu vàng Ra đến xe nhìn trời nắng to Em lại sợ màu vàng làm ông chói mắt Lại phải ba chân bốn cẳng chạy vào lấy bộ đồ này Ông có bằng lòng không? Sự vui vẻ hồn nhiên của Helen lây qua chàng Chàng bèn nói đùa Không, tôi chỉ thích cô mặc đồ tắm Đang phóng nhanh trên trăm cây số giờ Đột nhiên nàng thắng gấp Chiếc xe khựng dần rồi đứng đại ở giữa đường nhựa Văn Bình bị xô ngã vào người nàng Chẳng ngất ngây như vừa được hít bật phiến. Ồ, em mặc đồ tắm đẹp lắm, ông không biết à, để về nhà em mặc thử ông xem. Trời, ngây thơ đến thế là cùng, Văn Bình chưa kịp đáp thì phía sau có tiếng xe hơi thắng. Suýt nữa thì tai nạn xảy ra, Helen thò đầu qua cửa xe nói với tài xế xe sau. Xin lỗi nhé. Tài xế xe sau là một gã đàn ông, râu mép lún phún, trạc 50 tuổi, y trợn tròn mắt nhìn nàng, không nói lời nào nàng thản nhiên sang số cho xe chạy nhanh như trước văn bình thở dài cô lái xe thế này thì có ngày chết hề lên nhún vai em lái như thế đã 5 năm rồi ai cũng phải nhường em nếu ông không tin chút nữa sẽ thấy qua đèn đỏ em phóng bừa cảnh sát cũng không thổi coi bắt em đâu tại sao họ lại sợ cô như vậy sợ là phải vì nếu bắt em vào bắt họ phải mất thời giờ dỗ cho em đến em nổi tiếng là khóc dài cô là gì của Morris nàng cười to, lộ hàm răng đều đặn và trắng mốt. Em à, em là em ruột của Moritz. Moritz thương em lắm, ông có biết không? Moritz đi đâu? Em không biết, sáng nay anh ấy lấy xe, nói là phải đi khỏi thành phố có việc tối cần. Giờ này có khi đã về rồi. Ô kìa, sao ông ngồi sát quá, ông làm em ngạt thở. Văn Bình đã áp hông vào ngực nàng. Sức nặng quyến rũ của bộ ngực cân đối mơn trớn da thịt chàng khiến chàng quên hết. Một bàn tay chàng đặt lên đùi nàng và làn da ấm truyền vào thần kinh chàng một cảm giác tê mê. Nàng không hắt tay chàng ra, xong lại nói. Sắp đến chỗ quẹo rồi, ông không ngồi xe ra thì cả em lẫn ông đều ăn bụi. Tưởng gì chứ ăn bụi thì tôi sẵn sàng. Em khuyên ông, ông phải lằn lạc để tối nay còn đưa em đi ăn và đi nhảy. Và lại nếu ông bị thương, anh Moritz sẽ giết em chứ chẳng chơi. Moritz dữ lắm à? Còn phải nói, anh ấy trợn mắt một cái là hai ba người có thể mất mạng hoặc ít ra là bị thương. Có lần Moritz đánh ngã năm tên gian một lúc. Moritz ít nói lắm, xong anh ấy thường tâm sự với em. Năm ngoái em đi xem chiếu bóng với Moritz, vừa rời rạp hát, thì em có linh tính bị theo sau. Đàn bà chúng em có linh tính kỳ quặc lắm. Em có cảm giác kẻ đi theo không phải là bọn thanh niên hiếu sắc, bám gót để tan tình như mọi lần, mà là kẻ thù. Chắc ông chưa biết, Moritz luôn mang trong người một con dao nhỏ xíu mũi nhọn, thứ dao bằng kền của y sĩ dạy phẫu. Moritz dùng dao rất tài, đã rút khỏi bó là có người chết. Bọn đi theo gồm ba đứa. Moritz thả nhiên nắm tay em vào một con đường nhỏ. Giữa hẻm có một xe hơi tắt đèn đậu sẵn. Ba đứa rào bước tới sau lưng, dí súng bắt Moritz và em lên xe. Em tưởng Moritz ra tay liền, ngờ đâu lên xe, anh ấy mới phản công. Xe hơi chặt trội, bọn đi ăn không dùng súng được. Lưỡi dao của Moritz tha hồ tung hoành. Trong vòng một phút, cả bọn đều bị giết chết. Helen bóp kèn in ỏi, một quân xa chạy ngược chiều suýt đâm sầm vào chiếc Fiat nhỏ xíu. Tùy lái ẩu, Helen là người bình tĩnh khác thường. Bình tĩnh là đức tính hiếm có của nữ giới, trừ phi là nữ giới trong làng gián điệp. Khách bộ hành đông nghẹt hai bên lề đường, từ các tiệm tạp hóa và quán giải khát vẳng ra tiếng vi âm rộn rã. Văn Bình nhận ra đây là khu Ben Lampu, khu mua bán bình dân của thủ đô Vọng Cát. Chàng muốn hỏi Helen về hoạt động của Moritz. Xong lại nín thình, Moritz là nhân viên ưu tú của ông Hoàng, gây được nhiều thành tích trên đất Thái, nơi gián điệp Bắc Việt hoạt động rất mạnh trong giới kiều bào hải ngoại. Chàng không quen Moritz, không biết tên thật của y là gì, xong ông Hoàng dẫn chàng có thể tin cậy y để hoàn thành kế hoạch vượt bức màn tre ra Hà Nội. Helen phóng qua một dãy biệt thự trệt xinh xắn, quét vôi trắng. Nàng nói, Sắp đến nhà rồi, mời ông xuống xe đi bộ tới. Văn Bình sừng sốt, Ô kìa, Cô không đưa tôi tới khách sạn à Tôi đã giữ phòng ở Erawan rồi Ông giàu quá Đại thương gia có khác Erawan đắt tiền nhất Những 300 tỷ can một ngày Giá ông ở khách sạn rẻ hơn Để tiền em mua vé cine có hay hơn không Nhưng thôi em nói đùa đấy Moritz dắt em thư lại với ông là chương trình giờ chót thay đổi Ông về nhà em Nếu Moritz nói câu ấy Văn Bình đã lắc đầu không chịu Ở hotel vẫn là thói quen bất diệt của chàng Mỗi khi công tác nước ngoài Đi lại tiện lợi, gặp gỡ tiện lợi gặp gỡ tiện lợi, ban đêm dẫn này về phòng cũng tiện lợi. Nhưng Helen đã đề nghị thì chàng nhận lời liền. Nằm trên nệm mút tắm nước nóng pha nước hoa ba lê, thở khí hậu mát rợi được điều hòa bằng máy Mỹ tối tần, uống đủ thứ rượu đắt tiền trên thế giới tại lữ quán Irawan sướng thật đấy, dòng vẫn thua xa căn phòng của Helen. Dầu nàng bắt chàng ngã lưng trên giường gỗ ọp ẹp, rửa mặt bằng nước sông Mahanat đầy bùn, người bồ hóng mặc nhịn dầu hôi từ trong bếp thoáng ra và uống nước ngọt lao động. Helen đậu xe lại. Ông xuống đi. Moritz dắt em không nên đưa ông đến tận nhà, sợ người ngoài biết. Nhà em ăn thông với hai mặt đường. Phía trước là tiệm sắt. Moritz là chủ nhà sắt. Phía sau là nhà ở. Cách đây 200 thước, ông sẽ thấy hiệu sắt mang tên em. Mời ông đi thẳng vào trong. Bên trong không có ai. Em sẽ đợi ông sau tấm rìm màu xanh ở bên trái trong cùng. Động cơ xe hơi rú lên, Helen mất dạng trong đám bụi mù. Mùi thơm của nàng vẫn còn thoang thoáng bên người Văn Bình. Chẳng móc thuốc Salem ra hút. Vọng các buổi trưa vẫn nóng như lò nướng bánh mì. Bộ âu phục mỗi tuần đã ướt sũng mồ hôi. Áo sơ mi dán lấy da thịt làm Văn Bình khó chịu. Chẳng mong mau đến nơi để cởi bỏ quần áo, lau mặt cho tên người rồi uống một ly whisky và nước đá thật lặng. Tiệm sắt Helen là một ngôi nhà nhỏ kiến trúc xưa mặt hàng sơn trắng đã ngả sang màu nước dưa mà chưa được trang trí lại tấm bảng hay len hiệu sắt viết chữ đỏ trên nền trắng được treo một cách cầu thả trên cái tủ kiến duy nhất bên trong bày đủ loại sắt bề bộn. bước vào văn bình nhận thấy giữa nhà một tủ kiến dài hai bên tường là các giá sắt bám bụi và phai màu moritz mở hiệu sắt ở khu không sầm uất nên ít khách tới thăm có lẽ moritz cũng muốn ít người để ý tới một thiếu phụ đứng tuổi vén màn cửa đi ra Văn Bình quay lại giả vờ coi sách. Thiếu phụ bước ra ngoài cửa nhìn tứ phía. Đoạn trở vào nói với chàng. Cô Tini. Trong tiếng Thái, cô Tini là đợi ở đây. Văn Bình trả lời. Suat Di. Suat Di cũng là tiếng chào thông dụng. Bất luận sáng chiều gặp nhau hoặc tạm biệt nhau. Thiếu phụ tùm tím cười. Đoạn nói một tràng tiếng Thái. Văn Bình chẳng hiểu gì hết. Chỉ biết gật đầu cảm ơn. Tấm rìm màu xanh rung lên nhẹ nhẹ chàng lại ngửi thấy mùi thơm kỳ dị của thân thể Helen. Không cần hỏi ý kiến thiếu phụ đứng tuổi, Văn Bình tiến nhanh về phía cánh cửa đóng kín. Bỗng nhiên, thiếu phụ nắm lấy vé áo chàng, nét mặt dữ tợn. Văn Bình toàn cất bước thì thiếu phụ dừng lại, tự muốn xé rách cả áo chàng. Sừng sốt, chàng vén riềm lên, đặt bàn tay vào nắm cửa. Thiếu phụ lùi chàng lùi lại. Không hiểu sao chàng lại đẩy thiếu phụ ngã xuống rồi mở toàn cửa. Văn Bình vừa ló đầu vào thì bị đánh vào tai khiến óc chàng run lên như đom đóm bay tung tóe trước mắt tứ chi bài hoài miếng đòn thứ hai được giáng trúng vai làm chàng mất thăng bằng và khuỵu xuống sau đó cánh cửa đã được đóng lại